cô gái tử vong trong căn nhà cháy ở Bình Tân. Đám cháy bùng lên ở căn nhà cấp 4 ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân khiến một cô gái tử vong. Hơn 11 giờ ngày 23 tháng 3, người dân phát hiện khói lửa bùng phát từ căn nhà cấp 4 trên đường 18D, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Phát hiện đám cháy nên nhiều người hô hoán, huy động phương tiện tại chỗ tiếp cận nhiều hướng dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Bình Tân điều động các phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Cảnh sát phong tỏa một phần đường 18D, tắt điện để đảm bảo an toàn. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cô gái 18 tuổi tử vong ở trên gác. Một số người dân cho biết thời điểm xảy ra cháy có cô gái và người cha ở trong nhà. Cô gái bị bại liệt nên không thoát được, còn người cha chạy ra ngoài trong tình trạng bỏng nhẹ. Đến khoảng 13 giờ 20, thi thể nạn nhân được xe cứu thương đưa khỏi hiện trường. Một số người dân cho hay buổi sáng tại khu vực cúp điện. Đến trưa cùng ngày, khi điện vừa có lại thì xảy ra cháy. Nguyên nhân đang được điều tra.